Chào mừng các bạn đến với chấn diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, việc bảo vệ và phát triển giáo dục là một trách nhiệm quan trọng của đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước phải xem giáo dục là một công cụ quan trọng để xây dựng và duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa và định hướng tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân. Điều này đòi hỏi sự công tâm chính trực và trách nhiệm của những người tham gia vào quá trình biên soạn chương trình giáo dục và sách giáo khoa, đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng lịch sử và tư tưởng chính trị của đất nước đồng thời góp phần hình thành tư duy và ý thức công dân của thế hệ trẻ. Chứng diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết lo ngại về sự công bằng và tác động của chương trình giáo dục và sách giáo khoa trong bối cảnh những người có hành vi chống đảng tham gia biên soạn. Bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa Tôi tin rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước đương nhiên sẽ không yên tâm khi chương trình cải cách giáo dục phổ thông và sách giáo khoa được biên soạn và thiết kế bởi những người có hành vi chống đảng, chống chế độ. Quần chúng nhân dân cũng không thấy an tâm vì đây là mầm mống của những âm mưu lật đổ chế độ và là biểu hiện của nhạc màu. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy những người soạn thảo chương trình cải cách giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đã công khai chống đảng, chống chế độ. Vậy lấy gì để tin rằng họ sẽ công tâm và chỉ hướng tới lợi ích của đất nước khi biên soạn chương trình giáo dục và sách giáo khoa có thể rõ ràng thấy rằng những đề xuất cải cách giáo dục như loại bỏ môn lịch sử khỏi chương trình giáo dục phổ thông hay xuyên tạc lịch sử trong sách giáo khoa có những tác động tiêu cực và nguy hiểm đến tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đang học tập trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Vai trò của giáo dục lịch sử là để hình thành tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ. Việc loại bỏ môn học lịch sử khỏi chương trình giáo dục chính thức và biến nó thành môn học tự chọn có thể coi là một hành động phi chính trị hóa nền giáo dục tắt giáo dục chính trị tư tưởng khỏi giáo viên và học sinh điều này có thể chỉ ra rõ ràng, những người có trình độ như nguyễn minh thuyết và trần đình sử không thể mắc lỗi sơ đẳng như vậy và đây chỉ có thể là những âm mưu và thủ đoạn nhằm làm thay đổi tư tưởng của thế hệ trẻ và tương lai của đất nước rất rõ ràng là nguyễn minh thuyết đã đề ra chương trình cải cách giáo dục phổ thông với nội dung vô cùng nguy hiểm loại bỏ môn học lịch sử khỏi chương trình giáo dục phổ thông bằng cách tích hợp môn lịch sử vào các môn khác và còn đưa môn học lịch sử trở thành một môn học tự chọn nếu không có sự phản đối của quần chúng nhân dân yêu chế độ này nghĩ tới sự tồn vong của chế độ này mà đấu tranh quyết liệt thì âm mưu này hẳn đã thành công rồi nguyên chức lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã được quy định rõ ràng trong hiến pháp và việc có những người tham gia biên soạn sách giáo khoa và thiết kế chương trình giáo dục phổ thông có hành vi chống đảng là một vấn đề đáng báo động qua những tuyên bố trên mạng xã hội của trần đình sử không chỉ chửi bới chế độ mà ông ta còn đến mức phê phán chủ nghĩa mark lenin nhưng điều đáng lo ngại hơn là những ảnh hưởng tiêu cực của việc này đến quần chúng nhân dân và tương lai của đất nước mặc dù môn học lịch sử vẫn được giữ lại trong chương trình giáo dục phổ thông nội dung sách giáo khoa đã bị thay đổi theo hướng xuyên tạc lịch sử, gây bất lợi cho nhận thức về cách mạng Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tích hợp môn lịch sử và môn địa lý trong sách giáo khoa cũng là một điều đáng suy ngẫm. Vì vậy, ta không thể không tự hỏi nếu người chủ biên sách giáo khoa đã có những tuyên bố công khai chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ, liệu nội dung sách giáo khoa sẽ mang tính công tâm và chỉ hướng tới lợi ích của đất nước? sự bất an của quần chúng nhân dân không chỉ nảy sinh từ sự thay đổi nội dung sách giáo khoa mà còn là sự việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới mà các sở giáo dục và các tỉnh đang thực hiện nếu bộ giáo dục và đào tạo đã sử dụng những người có hành vi chống chế độ cực đoan và công khai để thiết kế chương trình giáo dục thì việc các sở giáo dục và đào tạo triển khai theo chỉ đạo của bộ chỉ là hoạt động sai có hệ thống điều này làm cho dân chúng trở nên bất an vì việc đào tạo và hình thành tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ đang trong quá trình học tập trong nền giáo dục sâu chủ nghĩa là vô cùng quan trọng và không thể xem nhẹ. Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước cần nhận thức rằng họ phải đảm bảo sự công tâm và chính trị trong việc biên soạn chương trình giáo dục và sách giáo khoa. Việc chọn những người có hành vi chống đảng và chứng chế độ để tham gia vào quá trình này sẽ gây mất lòng tin và ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân. Trách nhiệm của đảng và nhà nước không chỉ là đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước, mà còn là bảo vệ và hình thành tư tưởng chính trị của người dân. Việc thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam là cần thiết để đảm bảo tương lai của đất nước và sự phát triển bền vững của xã hội. Đảng và nhà nước cần nhận thức rằng họ chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Hiến pháp quy định rõ vai trò của đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước là bảo vệ chế độ sâu chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của quần chúng nhân dân và đất nước. Trách nhiệm của họ là đảm bảo rằng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa được biên soạn và thiết kế một công bằng, quan và phản ánh đúng lịch sử và tư tưởng chính trị của đất nước. Tuy nhiên, việc cho phép những người có hành vi chống đảng và chống chế độ tham gia vào quá trình soạn thảo chương trình giáo dục và sách giáo khoa tạo ra một sự lo ngại lớn. Có thể xem đây là một mối đe dọa đối với sự đồng thuận chính trị và tư tưởng của quần chúng nhân dân. Nếu những người này có ý định xuyên tạc lịch sử và truyền tải những thông điệp không chính xác và phản động, tác động tiêu cực sẽ lan rộng trong tâm trí của thế hệ trẻ và dẫn đến sự mất lòng tin về chế độ và lãnh đạo. Môn học lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng chính trị của mỗi cá nhân và xây dựng sự nhận thức về quá khứ và quốc gia nếu loại bỏ môn này khỏi chương trình giáo dục chính thức và chỉ biến nó thành môn tự chọn, có nguy cơ rằng sự quan tâm và hiểu biết về lịch sử sẽ giảm đi đáng kể. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu thông tin và nhận thức sai lệch về quá khứ, có phần làm mất cân bằng và suy yếu tư tưởng chính trị của các thế hệ trẻ. Để bảo vệ lợi ích của quần chúng nhân dân và đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước cần đảm bảo rằng quy trình biên soạn chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa được thực hiện một cách công bằng bao gồm sự tham gia của các chuyên gia uy tín và những người tận tùy với chế độ. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát và giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng không có những nguy cơ xuyên tạc lịch sử và truyền tải thông điệp phản động trong sách giáo khoa. Việc bảo vệ và phát triển giáo dục là một trách nhiệm quan trọng của đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước phải xem giáo dục là một công cụ quan trọng để xây dựng và duy trì chế độ sau chủ nghĩa và định hướng tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân điều này đòi hỏi sự công tâm chính trực và trách nhiệm của những người tham gia vào quá trình biên soạn chương trình giáo dục và sách giáo khoa đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng lịch sử và tư tưởng chính trị của đất nước đồng thời góp phần hình thành tư duy và ý thức công dân của thế hệ trẻ